Ngày 22 tháng 8, một đoạn clip gần 1 phút ghi lại cảnh nam tài xế xe ben cầm mã tấu chém vào xe ba gác giữa đường ở thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Theo đó, một người đàn ông mở cửa xe ben cầm mã tấu bước xuống xe. Sau đó, người này dùng mã tấu chém vào phần đầu xe ba gác trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Sau một lúc chém bể kính xe thì người đàn ông lên xe ben rời đi. Qua xác minh của phóng viên, sự việc diễn ra ở đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 21 tháng 8. Người dân chứng kiến cho biết, nam tài xế khoảng 30 tuổi lái xe ben về đường Vĩnh Lộc. Khi xe đến gần giao lộ Nguyễn Thị Tú, đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì xảy ra va chạm với một xe ba gác do một người đàn ông điều khiển. Sau đó hai bên cự cãi lớn tiếng với nhau trên đường. Bất ngờ, tài xế xe ben lấy mã tấu truy đuổi, người đàn ông chạy xe ba gác bỏ chạy. Sau đó, tài xế xe ben dùng mã tấu chém liên tiếp vào phần đầu xe ba gác rồi lên xe rời đi. Liên quan vụ việc, Công an phường Bình Hưng Hòa B cho biết đang kiểm tra xác minh làm rõ.